Hội thảo khoa học khảo cổ học Việt Nam, tiềm năng và triển vọng đã diễn ra vào sáng ngày 7 tháng 5 tại phòng 701 nhà E Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đây là sáng kiến của Bộ môn khảo cổ học khoa lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn nhằm hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập Bộ môn khảo cổ học. Đồng thời, hội thảo cũng đưa ra định hướng lâu dài cơ bản cho sự phát triển của ngành khảo cổ học tại Việt Nam. Chương trình được tài trợ bởi Trung tâm Hỗ trợ Nghiên cứu Châu Á, Đại học Quốc gia Hà Nội. Hội thảo có 29 tham luận khoa học do các chuyên gia từ 16 đơn vị tham gia nghiên cứu. Hội thảo diễn ra trong 2 ngày, mùng 7 và mùng 8 tháng 5. Ngày thứ nhất của hội thảo diễn ra với 4 phiên chính. Phiên thứ nhất, quá trình chiếm lĩnh và khai thác các vùng biển đảo Việt Nam. Phiên thứ hai, kết quả nghiên cứu khảo cổ học biển đảo Việt Nam. Phiên thứ ba, ứng dụng một số lý thuyết và phương pháp trong nghiên cứu và khai thác di sản khảo cổ học biển đảo Việt Nam. Và cuối cùng là thảo luận và tổng kết hội thảo. Ngày thứ hai của hội thảo, các đại biểu sẽ tiến hành khảo sát di tích bãi cọc Bạch Đằng tại Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.